Kính thưa quý vị, Kim Kardashian tiết lộ giới tính đứa con thứ hai. Trong ngày lễ dành cho những ông bố, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian bất ngờ tiết lộ thông tin về giới tính của đứa con thứ hai mà cô đang mang trong bụng. Đăng tải bức ảnh của chồng là Kanye West đang đọc sách cho con gái đầu lòng vừa tròn 2 tuổi trên Instagram với gần 37 triệu người theo dõi. Kim nói anh là một người cha tốt đối với North và anh cũng sẽ là người cha tốt đối với đứa con thứ hai của họ. Sau khi sinh North West, Kim Kardashian được chẩn đoán là khó mang thai lần nữa. Trong một lần chia sẻ trên đài truyền hình thực tế về gia đình Kardashian, bà mẹ một con tiết lộ rằng vợ chồng cô phải nỗ lực để sớm có em bé. Cuối tháng 5 vừa qua, cũng trong chương trình truyền hình nói trên, Kim tiết lộ cô đang mang thai đứa con thứ hai và điều này được cô ví như là một phép màu. West và Kardashian bắt đầu hẹn hò vào năm 2012. Cặp vợ chồng này kết hôn năm ngoái trong một buổi lễ xa hoa tại pháo đài cổ có từ thế kỷ thứ 16 ở Florence, Ý Đại Lợi. Con gái của họ, người chào đời vào năm 2013, đã được rửa tội tại Jerusalem vào tháng 4.